hơn. Bữa đầu là Hòn Chanh, trước đó là mình đi biển bên gì? Có bãi biển nào mà ông không có đá xuống đó không? Không bê chịu thôi. Có thêm vị. Bãi biển nào mà ông đá xuống đó? Tại đi lên phải tốn 5.000, 10.000. Biển này còn đỡ chứ, ví dụ như mà mình đi những cái khu resort mà cái hồ bơi mà bữa mình đi Mũi Né chẳng hạn, nhưng mà ở đó mà nếu mà nó làm theo kiểu mà phong cách ăn chơi á chừng, mà nó để mấy cái quầy bia rượu bar đồ sát bên á, ừ, mà nó cái đó nếu mà nó có khách mà nó thích những cái đó coi, nó tới đó nó uống bia, vừa uống bia vừa tắm là nó đâu bao giờ lên đâu. Nhưng mà nó không bao giờ lên là nghĩ cho sao. Ở bên mình hay đi chơi mà cái kiểu mà đi chọn gói mà từ Canada mà đi qua Mexico, Mexico rồi á, mấy cái kiểu mà nó mình mua vé ví dụ như 1.000 đô, 1.500 đô có là 7 ngày 7 đêm, và có nghĩa là nó bao khách sạn luôn, và với tôi vậy đó, nó bao vé máy bay, khách sạn, ăn uống là mua bao nhiêu cũng buffet bao nhiêu cũng được hết á. Bọn từng ra mua vé bay tới đó ăn chơi uống rồi thoải mái luôn. Và chỗ đó hay, nó hay có mấy cái hồ bơi á, bà con cứ từ sáng tới chiều cứ ngồi trong cái hồ bơi đó uống từ sáng tới chiều, là trong hồ bơi đó là nước gì nhiều. Nước là nó vàng thiệt á, nhưng mà tại vì nó sơn cái lớp ở dưới cái hồ là nó sơn cái lớp màu xanh, đúng không? Thì cho nên mình đổ nước gì vô á, mình nhìn thấy cũng nước xanh hết á. Nó hay đến nỗi mà mình không cần phải đi lên khỏi mặt nước để mà lấy bia, là nó có cái quầy bar mà nó ngay trực tiếp ở dưới nước luôn. Ừ. Mà mình suy nghĩ lại là giống như là mình vậy nè, mình ở bên xứ Canada, xứ lạnh đi, thì mình phải thèm một cái gì nó có biển, ra ngoài biển rồi ngồi chơi, ngồi tắm biển rồi chứ. Tiện cái bên đó mình có cũng hồ bơi rồi, mình bay qua Mexico để mà vô hồ bơi nó làm gì. À, cho nên thôi, nếu mà Hân đi là chỉ ra biển thôi, thì cái đó là cái resort nó cũng sát mà bờ biển mà. Nhưng mà ngược lại 90% mấy người khách đó, nó tới đó nó chỉ thích quanh quẩn ở trong cái hồ bơi. Đó đó thì nó làm sôi nổi hơn, nó mở nhạc rồi bùm 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 rồi. Còn ra ngoài biển thì yên tĩnh, chỉ là sóng biển. Bên này cũng là resort riêng đó. Rồi, tới một bãi biển mới. Sử dụng là mình phải mua đồ ăn.
ăn. Ừ. Oh yeah. Yeah, the same couple. Sao giờ thấy hoang sơ vậy ta, nhưng mà biển cũng đẹp, biển cũng đẹp hơn. Oh, can we go in the water though? Còn nếu mình tập nước ngọt là ở đâu chị hơn? Đây đi. Con bị thấy đẹp quá hơn. Quay cây chiên mà khô nướng rồi. I'm gonna go back to. Okay, hold on. Chill. We have food in the car. Oh yeah. Go to the car with the. Đưa mama xuống đây. Oh, biển đây quá đẹp luôn. Sống đẹp. Coi cái bịch khác không? Coi bên kia có bịch khác không? Nó một thứ. Ừ. Thì đổ vô đây, con đổ vô đây. Này đi. Ồ, áo phao trên kia luôn không? Ờ. Ừ. Nhưng mà nắng quá phải. Ăn cái gì á?
vỏ thôi. Thôi chừng á ba, con uống cái hộp nhãn là bắt bộ chết á ba. Cho nó chết chùm chùm. Con bắt đầu chơi rồi. Con bắt đầu chơi. Chắc tối tối em ăn. Chắc tí nữa anh mới ăn. Tới tối chiều chiều. Mới vừa mới ăn xong. Để tối. Ở lại đi ăn mấy xíu chưa? Chắc khoảng 4 5 giờ gì đó ăn. Không phải là anh ở trong này anh. Ờ. Anh ở lại trong này hả? Không, ở tối về. Tối về. Xíu nữa anh đi xin rồi. Ờ. Để anh ở lại quán cho đây. À. Giờ này. Ờ. Thì khoảng chiều chiều rồi đó. Vừa mới ăn xong. Tắm luôn mày. Cái phone. Lấy cái phone bỏ túi quần. Thank you.
dạ. Thank you.
after like 40 minutes in the water. Yep, after maybe 42 minutes. 42 and a half minutes in the water, you got hungry. So what you do when you get hungry? What we do when we get hungry? What we like when we get hungry? Like this. There are American food in Vietnam. Not good. Not good? Not good at all. I mean, what? It, a little bit satisfying when you get hungry, but I'd rather eat Vietnamese food. I wouldn't get this again though. Nah. I want to try it though. Looks nice. Wait, for 35,000? That bún thần nướng was 35,000 too. No. Yeah. No, wasn't. Actually, 30. What? It was 30,000. Like, how much is like this in like usually the average? So maybe like $2. No, no. Pretty expensive for here. Yeah, this is $2 maybe. I mean, in fancy expensive. No, but it's worth but more. But the beach here is too nice. Yeah, the beach is too nice. Probably the best beach yet in Vietnam. Token, the best water. That was a good hour from Nha Trang. No, we're still in that thing, right? No. Seems like the same. No, we're out of Nha Trang, but we're heading back to Nha Trang. Alright, let's go. I'm ready for you, bro. Oh, shit. Give you the ketchup. Good. I'm asking. Just give it. I'll go. Thank you. Whoa. So well. Wait, check this out. Nghêu trắng, sò bung, sò dương. Wait, check this out. No, don't play around with it. Tôm hùm, oh, 1,5 triệu. This is good. 1,5 triệu một ký. That's like $100. Tôm hùm nhỏ, tôm hùm đỏ, tôm hùm bạc, còn tôm bạc. Yeah. Put this water in the cart. What? You're gonna fall off. Alright, goodbye. Chocolate. See ya.
dòng cuốn dọc thêm bờ biển. Ông đây cách nhà mình xa chứ đâu có gần, không phải xa lắm. Trên đó có cái nhà chùa không? Cười hồi bữa trên đường Phan Rang về có một cái núi mà có 6-7 cái chùa. Mới nhớ bữa con nói câu gì với ông tài xế không? Mới nhớ con nói câu gì với ông tài xế không? Chưa cả nhớ. 6-7 cái chùa trên một ngọn núi. Xét luôn. Có đi coi thẻ mang pha lấu nữa không? Ở Nha Trang nó có 3 tiệm lắm. Để coi có nào mà gần mà trên đường mình đi về. Mua cái đó về ăn với hải sản. Bún riêu hả? Ờ, cho coi gọi bún riêu. Nếu mà thay bún riêu thì tình muốn. Ờ đúng rồi, mình về Việt Nam chưa ăn bún riêu qua phải không? Bún riêu. Tại mình không đi Sài Gòn thôi chứ trên Sài Gòn nhiều món ngon hơn. Kiểu như là Sài Gòn nó phải nấu ngon để mà nó mới cạnh tranh với nhau được á. Sạn cũng đẹp ghê, cái cách nó xây ghê. Oh, Country Queen. Really? Oh, Coffee Queen. Coffee and Top? What? Coffee and Top? Huh? And then Highland. Yep. That's like Starbucks. Yep, that's like Starbucks in... Xin mời quý khách hàng đang tham quan mua sắm lựa chọn những sản phẩm từ Sài Gòn Tết để thưởng thức và làm quà tặng cho người thân và bạn bè. Cho đón Tết giáp thìn không là ông Minh Giang. Chốt 50% chốt đơn. Làm công sở còn 135.000 trên like chốt đơn. Có bữa nay có hộp quà hả? Bữa nay hết rồi, bữa hết rồi, bữa nay cũng hết rồi hả? Hết rồi, tụi em chưa có lại á. Chỉ có quà Tiger thôi anh ạ. Tiger là có gì trong đó? Dạ, mua ai cũng sẽ đạt được hộp quà gồm melon, Tiger, một xanh, một vàng, một số chua. À, chỉ là thêm 3 lon bia miễn phí thôi. Dạ. Cái này cũng vậy luôn hả? Này 6 lon mà hiện tại là hết rồi ạ. Yeah. Khi nào có lại không? Chắc sắp tới rồi mà nó không có lại không? Còn cái áo em mặc á, ở chỗ nào bán không vậy? Yeah. Cái áo em đang mặc á, có thể là ở đâu cũng bán được. Của chỗ đi làm đưa thôi anh ạ. Yeah. Không thể mua được không? Dạ, yeah, cái này không biết ạ. Cái loại này màu trắng á, chơi game trên mạng trúng. Trúng? Chơi game ở đâu hả? Chơi game của công ty á, trong công ty luôn. Ủa chơi xong thì có điểm được trúng hả? Chơi, cái này là
anh này. Polo chúng mấy polo kiểu chúng mấy xẻo bên hay kia. Mình thấy cũng vui vui ha. Vậy thôi bước cái quay lại. Vậy để em bông cho em vô đi. Quá mắc ban rất là buôn thùng là cũng các tay kia ngày thường ai mà có tiền cũng đi cái này là 10.000 một cái mà. À 1 gram ha, nhưng là một có chương trình mua 1 ký được tặng gói đồ 500 gram. Phải mua 1 ký luôn hả? Dạ, 1 ký có tầm 109.000 một ký. Là 1 ký là có một bạch nãy hả? Dạ, là 100. Ủa, mix là giá nó đâu giống nhau đâu hả? Dạ, đúng rồi, em sẽ tính đi thôi, nhưng mà bỏ chung mua 1 ký đi, không tặng đi. Ờ, giữ cho anh 1 ký này. Dạ, 1 ký. 1 ký này. Chị cả, chị ở cầm đồng bao nhiêu không? Chị cả. Chị ở cầm đồng. Là tặng một cái bịch đường nữa thôi, còn chỉ có đường nữa thôi hả? Để em để qua một bên cho nhìn tí nó lại thanh toán. Anh như mua đều thêm. Để mọi người mua đồ xong mới lại thanh toán một lần. Từ từ đã. Tự nhiên bắt mua cái kẹo không biết có mình mua không chứ. Thank you.
Cần ở đâu? Còn dưa hấu sao? Có ai cân dầm lượng không? Cần như thế nào không? Có thể nhờ ai cân giùm được. Không nhớ số luôn. Ice cream where? Hey, oh no. No. Huh? No. Hi. Where's my mom? Okay. I wanted the watermelon, but she said no. The cashier, huh? Đi mua bún riêu đem về ăn. Mà đi không? Sao giờ đi không? Hai phần mà không biết sao thôi, em ta có chưa thu được không? Có 3 phần. 4 phần đi. Đâu bún riêu đâu xong thấy quên. Một phương anh bánh canh bánh bèo bánh hỏi để tư phương anh chị cho mang về. Mang về bún riêu này có gì trong vậy không? Có huyết không chị? Có huyết không? Huyết hết là có hả? Đó đúng rồi. Trời. Một phần bao nhiêu? Được, vậy 3 phần. I'm buying food. Oh, fucking me, don't need whatever. Cho bán đem về đi.
Cái này là bánh gì? Cái này là bánh bèo, bánh giòn. Để cho bánh bèo với bánh hỏi. Một hộp. Mọi thứ một hộp. Em muốn sao? Dạ em nói em muốn không? Dạ phải nói bên này đừng có mang về. Ok dạ. À vô ngồi ăn luôn chị ơi. Ăn cơm.